Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Rayon. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chương trình với bài số 2, Unit 2, Progress Check, trang 50-51 nhé. Rồi, chúng ta cùng làm cái bài này, gạch chân cái từ mà đúng nhé. Ở đây liên quan đến từ vựng này. Anh ta thức dậy lúc 8 giờ, bây giờ có từ up ở đây thì chắc chắn là đây phải xài get có sir rồi nhá. Get up là thức dậy và he là chủng số ít, get có sir. Câu số 2, chúng tôi luôn luôn ăn trưa vào lúc 1 giờ. Bây giờ cái từ chúng ta có từ luôn ở đây thì phải là ăn trưa, have. Câu số 3, làm bài tập về nhà thì các bạn phải xài do và ở đây chủng số ít người ta viết là the đấy. Sang câu số 4, chúng tôi đi bộ về nhà sau giờ học, đi bộ về nhà, walk back to home chứ không thể xài take được. Take thì chúng ta chỉ có thể xài trong cái cụm từ tắm thôi, take a shower thôi. Sang câu số 5, cô ấy giúp một quỹ từ thiện cho trẻ em, ở đây chúng ta chọn từ help. Rồi sang bài số 2, hãy điền vào chỗ trống với take, take này, play này, go này, what này, brush này, take, take thì sẽ có cái từ take a shower, tắm phòng hoa sen này, play là chơi, sẽ đi với ví dụ như là video game thì chúng ta sẽ play này, rồi xem tv là what này, răng phải là brush này, đi tới phòng tập, có từ chu ở đây chúng ta phải xài go to the gym, đi tới phòng tập. Rồi sang câu số 3, chúng ta có từ amusement, hanging, rồi puzzle, board, shopping. Chúng ta có câu 1 là board game, An thích những trò chơi bàn cờ, An like playing board game. Sang câu số 2, anh ấy ghét chơi xếp hình, jigsaw puzzle, nó là một cụm từ đi với nhau rồi. Sang câu số 3, Kay thích tụ tập bạn bè vào ngày cuối tuần, tụ tập là hanging out, bởi vì có từ out đây chúng ta xài hanging, hanging out là tụ tập bạn bè. Câu số 4, chúng tôi không thích đi shopping, đi mua sắm, đó có từ shopping là mua sắm này, ở trung tâm. Câu số 5, họ thích đi tới công viên giải trí. Bây giờ chúng ta để ý có từ park ở đây là công viên thì chúng ta phải xài amusement nhé. Amusement park đó là công viên giải trí. Rồi sang cái bài tiếp theo là cái bài ngữ pháp. Bài số 4 là bài ngữ pháp. Chúng ta sẽ viết dạng viết chia động từ ở cái dạng mà chủ ngữ số ít này. C là cô ấy là chủ ngữ số ít. Cái từ work của chúng ta phải thêm sờ vào. Và câu này dịch là cô ấy làm việc như một giáo viên. Câu số 2, he là chủ ngữ số ít. Ba của chúng ta thêm sờ vào. Anh ấy mua sách online. Sang câu số 3, cái từ was nó là chữ SH. Và các bạn chú ý, ông 6 già chạy xe SH thì các bạn sẽ thêm S. Thêm S chứ không phải thêm S. Và đây là was it. Rồi, chúng ta tiếp tục với câu số 4. Anh ta chat online vào buổi tối. Anh ta là chủ ngữ số ít, chat thêm S vào. Câu số 5, cô ấy học tiếng Anh vào các ngày thứ hai. Cô ấy là chủ ngữ số ít, study, y dài biến thành y ngắn thêm S vô. Rồi, sang bài số 5. Chọn số 5 này. Chọn đáp án đúng luôn. Chúng ta chú ý câu 1, the Anna. Anna sống ở Madrid phải không? Đây là câu hỏi, chúng ta có trợ động từ the phía trước. Vậy thì ở đây các bạn sẽ xài động từ nguyên mẫu là live. No, she doesn't. Nha. No phải là doesn't, no, she doesn't không phải. Paul và tôi là chủ ngữ số nhiều, chúng ta khoanh vào don't. Paul và tôi không chơi tennis. Câu số 3, you là chủ ngữ số nhiều, chúng ta xài do. Do you walk to school? Bạn đi bộ tới trường phải không? Yes, I do. Câu số 4, mẹ của tôi là chủ ngữ số ít, tidy thêm, y dài biến thành y ngắn thêm s vào. Mẹ của tôi dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày. Sang câu số 5, cô ấy không có đi làm vào các ngày thứ bảy. She doesn't go to work on Saturday. Câu số 6, he là chủ ngữ số ít, live thêm s vô. He lives in Hanoi, anh ấy sống ở Hà Nội. Rồi sang cái bài số 6 là chúng ta sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh. Chúng tôi đi bộ tới trường mỗi ngày. We walk to school every day. We walk to school every day. Number 2, Tom is never late. Cái chú ý cái trạng từ chỉ tần suất never nó đứng sau to be và đứng trước động từ thường. Câu nào có to be thì nó sẽ đứng sau to be và câu nào không có to be thì nó đứng trước động từ thường. Chú ý vị trí của các trạng từ chỉ tần suất never, always, usually, often, sometimes. Rồi, câu số 3, câu số 2, Tom is never late for school. Tom không bao giờ trễ học. Câu số 3, we là chủ ngữ đứng đầu câu. We always have dinner at 8 o'clock. We always have dinner at 8. Chúng tôi luôn luôn ăn tối lúc 8 giờ. Sang câu số 4, bọn họ xem TV vào buổi tối. They watch TV in the evening. They watch TV in the evening. Câu số 5, we have music lesson on Mondays. We have music lessons on Monday. Chúng tôi học môn âm nhạc vào các ngày thứ hai. Rồi sang bài số 7, exercise C.
seven complete the dialogue, là tức là hoàn thành đoạn hội thoại với những cái từ người ta cho như là sure là chắc chắn rồi ha, why là tại sao, rồi are you free on Saturday, thứ bảy bạn rảnh không, how about 3 then, 3 giờ thì sao, let's meet us 1 o'clock, chúng ta hãy gặp nhau lúc 1 giờ. Và chúng ta điền vào. Hi Justin, chào Justin, are you free on Saturday, thứ bảy bạn có rảnh không? Tôi nghĩ là có. Why, tại sao thế? Can you come to my house, bạn có thể tới nhà tôi không? Sure, chắc chắn rồi. Let's meet us 1 o'clock, chúng ta gặp nhau 1 giờ nhé. Sorry, I can't make it as one. Tôi không thể đi lúc 1 giờ được. I have piano lesson. Tôi có bài học piano. How about 3 then? 3 giờ được không? 3 o'clock if I see you there. 3 giờ thì được. Gặp bạn sau nhé. Rồi chúng ta qua bài reading trang 51 là cái bài số 8. Đọc bài này và trả lời các câu hỏi bên dưới. Học sinh ở các trường học ở Việt Nam, trường học ở Việt Nam này. Năm học ở Việt Nam bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 5. Hầu hết các trường học ở Việt Nam thì yêu cầu phải mặc đồng phục. Trường tiểu học kéo dài 5 năm từ lớp 1 cho tới lớp 5 và học sinh phải hoàn thành cái chương trình tiểu học ở lứa tuổi 11. Và khi mà kết thúc tiểu học thì học sinh sẽ chuyển sang học trường trung học cơ sở. Trường trung học cơ sở kéo dài 4 năm từ năm lớp 6 cho tới năm lớp 9. Và học sinh hoàn thành cấp trung học cơ sở ở độ tuổi 15. Và sau khi học sinh hoàn thành 4 năm trung học cơ sở thì họ sẽ học trung học phổ thông trong 3 năm ở lứa tuổi 16 cho tới 18. Sau khi họ học xong trung học phổ thông thì học sinh có thể lựa chọn học các trường đào học đại học hoặc là đào tạo nghề nha. Câu này có nghĩa là professional training, tức là đào tạo chuyên sâu, các trường đào tạo chuyên sâu hoặc là trường đào tạo nghề, còn gọi là vocational school, trường đào tạo nghề, hoặc là college là cao đẳng và university là đại học. Vậy thì chúng ta trả lời các câu hỏi bên dưới như sau. Number 1, the school years, năm học in Vietnam, ở Việt Nam, start là bắt đầu đó, vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 5. Chúng ta viết những từ còn thiếu như sau. Start in September and ends in May. Number 2, primary school, trường tiểu học, last for 5 years. Trường tiểu học thì kéo dài trong 5 năm, between first and fifth grade, giữa cái lớp 1 và lớp 5. Một cái đứa trẻ mà người Việt Nam 7 tuổi nó sẽ học trường nào? Primary school nhé, trường tiểu học. Một cái secondary school nó kéo dài 4 năm, secondary school last 4 year, 6 to 9 grade, từ lớp 6 lớp 9. High school là trường trung học cơ sở, if for student, dành cho học sinh ở lứa tuổi 16 to 18 nha. Rồi câu số 6, học sinh có thể chọn học chuyên sâu sau khi họ kết thúc high school. Rồi sang bài listening của chúng ta. Bài listening. Chúng ta nghe và hoàn thành cái hoạt động hàng ngày của Aga. Chúng ta coi cái giờ nhé. I live in Alaska, so my day is a bit different to most children's. First of all, I get up at 5:30 thức dậy. And leave my house at 6:30. 6:30. That's because it takes 2 hours to get to school. Đi học. And I don't go on the bus. There's a boat that comes along the river and picks up the students one by one. In the middle of winter, we don't have any school at all. That's because the water in the river turns into ice. Also, at that time of year, it's dark 24 hours a day. Anyway, I usually get to school at 8:30, and we leave again at 3:30 in the afternoon. Right. When I get home, I do some work for my parents, and then we all have dinner at about 7:30. It's a tiring day, so I just chat online after that for an hour or so, and I'm in bed at 10 p.m. Rồi, rất là dễ.
Rồi, chúng ta tiếp tục với cái bài số 10 là bài viết hoàn thành cái email, một cái lá thư gửi cho người bạn người Anh của mình tên là Stan, viết khoảng 50-60 từ. Nói về cái gì? Nói về cái bạn làm vào các ngày chủ nhật. Hi Stan, how are you? Bạn khỏe không này? À, vào các ngày chủ nhật tôi luôn luôn wake up vào lúc 6 giờ 5 giờ 30 chẳng hạn. Mà buổi sáng tôi làm gì? À, buổi sáng I have a big breakfast, ăn bữa sáng to đùng. À, buổi chiều tôi chơi bóng đá. I play football with my friend. Và buổi tối I do my homework. Tôi làm bài tập về nhà của tôi. Còn bạn thì sao, giúp tôi nhé. Ví dụ mình tên là Mai á, thì mình ký tên là Mai. Ok. Rồi, cái bài progress check của bài số 2 chúng ta tạm dừng tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo. Goodbye, see you later.